Xin chào tất cả các anh em. Vào ngày 19 tháng 11 năm 2020, mình gửi đến các bạn một cái video hướng dẫn nhận hai top cần DRO đã list sàn Bankake Swap nha các bạn. Thì bạn nào đã có làm theo dự án mình thì các bạn điền một cái link form để thì link bot và link form có để trong phần link mô tả với các bạn. Thì bạn tôi có tham gia dự án này không bạn? Nếu bạn nào có tham gia dự án thì điền nhấp vào cái link form của mình nha tất cả các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn khá là dẫn các bạn bấm vào follow Twitter nè các bạn. Đặng cả các bạn chụp lên một cái màn hình cái tệp đó nha các bạn. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha, quá mất thời gian. Rồi nha các bạn chụp màn hình này lại giúp mình nha các bạn. Các bạn bấm theo dõi rồi chụp màn hình lại nha các bạn. Các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Rồi mình chụp màn hình lại rồi bạn bắt đắp lên các bạn. Rồi các bạn gỡ nó tệp nè các bạn. Các bạn bấm vào mục thêm tệp nè các bạn. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn, rồi bạn tải lên nha các bạn. Rồi nha các bạn tải lên rồi các bạn nhấp vào đường link YouTube này, các bạn cũng chờ bấm vào nút đăng ký rồi bạn chụp màn hình các bạn gửi lên cho bot nha các bạn. Gửi cho form các bạn. Thì cũng tương tự như dòng đầu thôi. Rồi tiếp tục thì các bạn trước kia các bạn khai báo trên bot địa chỉ với ETH nào thì các bạn chỉ ETH đó các bạn. Nó chạy trên tảng BNB Smart Chain thì các bạn vào bot kiểm tra nha các bạn. Thì trước kia mình đã khai báo địa chỉ ETH nè bạn, nên mình sao chép nè bạn. Hay trước kia mình đã khai báo địa chỉ gì nào thì các bạn vào khai báo nè bạn. Rồi trước kia mình đã khai báo trên địa chỉ với ETH các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH này lại các bạn gửi cho form nè bạn. Rồi các bạn bắt vô đây nè bạn. Còn trước kia bạn nào đã khai báo cũng chạy trên một cũng cùng đi một địa chỉ các bạn ơi. Rồi bạn quát vào các bạn. Rồi các bạn bấm vào ID là các bạn, rồi bạn gỡ nha các bạn. Các bạn lưu ý các bạn cái link form này có tới hiệu lực được tới ngày 20 tháng 1 là nó tự động đóng nha các bạn. Nó sẽ không khóa tôi cần cho các bạn vậy bạn chỉ bấm gỡ nữa các bạn. Rồi các bạn gỡ nha bạn. Ok, như vậy mình hướng dẫn cho tất cả các bạn rút tiền hai top cần Zero đến đây cũng kết thúc. Mình cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi mình, ủng hộ kênh mình và mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.